Thật ra em mới vào công ty có 1 tháng thôi. Nhưng mà cũng nắm được kha khá đấy chị ạ. Trong công ty của mình có 3 người mà chị cần phải chú ý. Người thứ nhất là sếp Tùng, mới nhận chức phó giám đốc, trước đây là trưởng phòng kinh doanh. Năng lực thì không nhiều, chủ yếu là ăn may. Người này nhá, rất tự tin vào khả năng tán gái của mình. Nhưng mà sự thật thì ố dề lắm, không nguy hiểm, nhưng phiền. Anh chào em. Anh lại chào em. Nếu cứ mất trái tim anh là vi phạm pháp luật, thì em xứng đáng bị tù chung thân. Hả? Này, mình đúng là thành tàn gái mà. Phương, bình nước nặng đấy, đánh bê hộ cho. Chưa hết đâu, tiếp theo là Thùy Linh, nhân viên ưu tú của phòng IT. Chị Linh à, siêu giỏi luôn. Nhưng mà chị hơi khó tính, nhưng mà cũng tốt bụng. Thế thì chị cảm thấy cô gái này có gì đâu mà đáng chú ý? Có chứ. Tuy là tốt tính, nhưng mà chị ấy tính nóng như kem ấy. Lúc điên lên ai cũng sợ, một mình chị ấy cân tất. Tốt nhất là chị nên tránh tranh cãi với chị ấy. Linh, con xin từ từ nói. Tôi nói không được là không được. Bà Nguyên có hạn, cứ thích đòi hỏi là thế nào. Không có việc nói chuyện với khách hàng của cô sao? Cũng hơi lòi rồi. Hả? Em, từ từ đã. Linh, nghe giải thích ra, Linh. Cuối cùng là một người cực kỳ lạnh lùng, nói ít, làm nhiều, cực kỳ nghiêm khắc. Nói câu nào cũng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh, như là đâm ngàn nhát dao vào tim. Cẩn thận tí đi.